bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Life Forex. Một trong những lý thuyết được xem là khó nuốt nhất trong giới tài chính đó chính là lý thuyết gần. William Deegan là một trong những huyền thoại phân tích kỹ thuật nổi tiếng nhất mọi thời đại. Sánh ngang với các tên tuổi khác như Charles Dow hay Elliot, hệ thống giao dịch của ông rất phức tạp nên có rất ít người có thể hiểu và vận dụng nó hiệu quả. Phương pháp mà Gunn sử dụng bao gồm có hai yếu tố là giá và thời gian được kết hợp với nhau để phục vụ mục đích dự báo tương lai. Các nghiên cứu của ông dựa trên chiêm tinh, toán học cổ đại, có lời đồn đoán rằng ông kiếm được 50 triệu đô trong sự nghiệp trading của mình. Tính theo giá mua ở thời điểm hiện tại, nó rơi vào khoảng 800 triệu đô. Và dưới đây là ba công cụ giao dịch phổ biến nhất của Gunn bao gồm GunnLise, GunnFast và The Gunn Angle, GunnRig. Đầu tiên là GunnLise. Đường gân này là đường tạo góc 45 độ với trục ngang, còn gọi là đường 1x1, tương đương với sự thay đổi giá trong một đơn vị thời gian. Theo lý thuyết của Gunn, đường thẳng có góc nghiêng 45 độ đại diện cho khuynh hướng dài hạn, tăng hoặc giảm. Khi giá hướng lên trên là thị trường đang ở trạng thái tăng, nếu giá dưới đường hướng xuống tức là thị trường đang ở trạng thái giảm. Sự cách ngang của đường Gunn thường được coi là một dấu hiệu đảo chiều. Thứ hai, chúng ta cần tìm hiểu về GunnFan. Đây là một mô hình quạt Gunn. Các đường nan quạt được hình thành theo các góc khác nhau, từ điểm đáy hoặc đỉnh của đồ thị. Theo Gunn, thì đường xu hướng 1x1 là đường quan trọng nhất. Nếu đường giá nằm trên đường này, chứng tỏ thị trường đang đi lên. Ngược lại, thị trường giảm sút nếu giá bên dưới đường này. Gunn cho rằng tim 1x1 là đường hỗ trợ quan trọng với thị trường đang lên và việc cắt ngang qua đường này là một tín hiệu đổi chiều quan trọng. Lưu ý tỷ lệ giá và thời gian gia tăng tương ứng với góc của đường dốc, trục XY phải có cùng độ chia. Gunn cũng lưu ý rằng các đường nan quạt ứng với các góc cơ bản có thể đóng vai trò là đường hỗ trợ hoặc đường kháng cự phụ thuộc vào khuynh hướng giá. Ví dụ, đường 1x1 thường đóng vai trò hỗ trợ với xu hướng tăng. Nếu giá giảm dưới mức này, nghĩa là xu hướng đã thay đổi và nó có thể giảm tiếp xuống đường nan bên dưới là 2x1. Có thể hiểu là khi giá vượt qua đường nan quạt, nó sẽ có khuynh hướng tiếp cận đường nan quạt tiếp theo. Cuối cùng, GunnRig. Khác với đa phần các chỉ báo, The GunnRig được nhìn nhận như là một leading indicator. Chúng bao gồm những đường chéo đan vào nhau góc 45 độ, tạo nên những ô vuông dựa trên đường trend line chính. Khi thị trường nằm ở phía trên đường Gold Trend Line, chúng được cho là đang có xu hướng tăng và ngược lại khi giá nằm ở dưới đường Gold Trend Line, giá được cho là đang xu hướng giảm. Những đường GunnRig cho phép các trader có khả năng đọc được sức mạnh của xu hướng và từ đó dự đoán được khả năng xu hướng đảo chiều. Vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu về ba công cụ giao dịch phổ biến nhất của Gunn. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho các trader trong quá trình tìm hiểu về lý thuyết của Gunn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.